Tương ưng thứ 52 Tương ưng Anuruddha Anuruddha Sanyutta Phẩm Độc Cư Rahogatavadga Một La Mã Kinh Độc Cư thứ nhất Bathamarahogata Sutta 899 Như vậy tôi nghe Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi tại thắng lâm khu vườn ông anathabindika rồi tôn giả anuruddha trong khi độc cư thiền tịnh tâm tưởng suy tư sau đây được khởi lên những ai thối thất bốn niệm xứ cũng thối thất đối với họ là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau những ai thành tựu bốn niệm xứ thì cũng thực hiện được thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau rồi tôn giả Mahamogalana với tâm của mình biết được tâm của Tôn giả Anuruddha như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Tôn giả Mahamogalana hiện ra trước mặt Tôn giả Anuruddha rồi Tôn giả Mahamogalana nói với Tôn giả Anuruddha. Cho đến như thế nào, này hiền giả Anuruddha, tỷ kheo thực hiện bốn niệm xứ. Ở đây này hiền giả tỷ kheo trú quán tánh tập khởi trên nội thân vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên nội thân vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên nội thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vị ấy trú quán tánh tập khởi trên ngoại thân vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên ngoại thân vị ấy trú Quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên ngoại thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên nội ngoại thân, vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên nội ngoại thân. Vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên nội ngoại thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Nếu vị ấy muốn ta sẽ trú với tưởng gây tởm đối với pháp không gây tởm. Vị ấy trú ở đây với tưởng gây tởm. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng không gây tởm đối với pháp gây tởm. Vị ấy trú ở đây với tưởng không gây tởm. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng gây tởm đối với các pháp không gây tởm và pháp gây tởm. Vị ấy trú ở đây với tưởng gây tởm. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng không gây tẩm đối với pháp gây tẩm và pháp không gây tẩm. vị ấy trú ở đây với tưởng không gây tẩm. nếu vị ấy muốn từ bỏ cả hai không gây tẩm và gây tẩm, ta sẽ trú xả chánh niệm tỉnh giác. vị ấy trú ở đây với xả chánh niệm tỉnh giác. vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các nội thọ. vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các nội thọ vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các nội thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các ngoại thọ vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các ngoại thọ vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các ngoại thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các nội ngoại thọ, vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các nội ngoại thọ, vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các nội ngoại thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Nếu vị ấy muốn, vân vân, trên nội tâm, vân vân, trên ngoại tâm, vân vân, trên nội ngoại tâm, vân vân. Nếu vị ấy muốn, vân vân trên nội pháp, vân vân, trên ngoại pháp, vân vân. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các nội ngoại pháp, vị ấy trú quán tánh đoạn diệt trên các nội ngoại pháp, vị ấy trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các nội ngoại pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ trú với tưởng gây tẩm đối với pháp không gây tẩm, vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tẩm, vân vân vị ấy trú ở đây với xả chánh niệm tỉnh giác cho đến như vậy này hiền giả là tỷ kheo thực hiện bốn niệm xứ hai la mã kinh độc cư thứ hai duti yara hogata sutta chín trăm nhân duyên ở savati rồi tôn giả Anuruddha trong khi độc cư thiền định, tâm tưởng, suy tư sau đây được khởi lên. Những ai thối thất bốn niệm xứ cũng thối thất đối với họ là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Những ai thành tựu bốn niệm xứ cũng thành tựu đối với họ là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Rồi tôn giả Maha Mogalana với tâm của mình, biết tâm tư suy tưởng của tôn giả Anuruddha như một nhà lược sĩ, vân vân hiện ra trước mặt tôn giả Anuruddha rồi tôn giả Mahamogalana nói với tôn giả Anuruddha Cho đến như thế nào, thưa hiện giả Anuruddha là tỷ kheo thực hiện bốn niệm xứ Ở đây thưa hiện giả, tỷ kheo trú, quán thân trên nội thân, nhiệt tâm, tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì ấy trú, quán thân trên ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì ấy trú, quán thân trên nội ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì ấy trú, quán thọ trên các nội thọ, vân vân. Vì ấy trú, quán tâm trên nội tâm, vân vân vị ấy trú quán pháp trên các nội pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vị ấy trú quán pháp trên các ngoại pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vị ấy trú quán pháp trên các nội ngoại pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời cho đến như vậy này hiền giả là tỷ kheo thành tựu bốn niệm xứ Ba La Mã Kinh Sutanu Sutanu Sutta 901 Một thời tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi trên bờ sông Sutanu. Rồi nhiều tí kheo đi đến tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên ngồi một bên, các tỷ kheo ấy thưa với tôn giả Anuruddha. Tôn giả Anuruddha tu tập làm cho sung mãn những pháp nào đạt được đại thắng trí. Thưa các hiền giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ nên tôi đạt được đại thắng trí. Thế nào là bốn? Ở đây, này chưa hiền, tôi trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vân vân. Trú, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này chưa hiền, chính do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi đạt được đại thắng trí. Và thưa chưa hiền, chính do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này tôi chứng tri liệt pháp là liệt pháp trung pháp là trung pháp thắng pháp là thắng pháp bốn la mã kinh kandaki thứ nhất Pata ma sutta chín một thời tôn giả anuruddha tôn giả sariputta và tôn giả Mahamogalana trú ở saketa tại rừng Kandaki. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamogalana vào buổi chiều từ độc cư thiền tịnh đứng dậy đi đến tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Anuruddha. Thưa Hiền giả Anuruddha, tỷ kheo hữu học, sau khi đạt pháp gì, phải an trú pháp ấy. Thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo hữu học, sau khi đạt bốn niệm xứ phải an trú pháp ấy. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiền giả, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì ấy trú quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì ấy trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Vì ấy trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiện giả Sariputta, tỷ kheo hữu học, sau khi chứng đạt bốn niệm xứ này phải an trú pháp ấy. Năm La Mã Kinh Kandaki thứ hai Dutiya Kandaki Sutta 903 Nhân duyên ở Saketa Ngồi một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Anuruddha Thưa hiện giả Anuruddha, tỷ kheo vô học, sau khi chứng đạt pháp gì, phải an trú pháp ấy? Thưa hiện giả Sariputta, tỷ kheo vô học, sau khi chứng đạt bốn niệm xứ phải ăn trú pháp ấy thế nào là bốn ở đây thưa hiền giả tỷ kheo trú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vân vân trú quán thọ trên các cảm thọ vân vân trú quán tâm trên tâm vân vân trú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiện giả Sariputta, tỷ kheo vô học, sau khi chứng đạt bốn niệm xứ này, phải an trú pháp ấy. Sáu La Mã Kinh Kandaki thứ ba Tatiya Kandaki Sutta 904 Nhân duyên tại Saketa Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả anuruddha như sau tôn giả anuruddha do tu tập làm cho sung mãn những pháp nào đạt được đại thắng trí thưa hiền giả do tu tập do làm cho sung mãn bốn niệm xứ tôi đạt được đại thắng trí thế nào là bốn ở đây thưa hiền giả tôi trú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vân vân trú quán thọ trên các cảm thọ vân vân trú quán tâm trên tâm vân vân trú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời thưa hiện giả do tu tập do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này tôi đạt được đại thắng trí thưa hiện giả do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này tôi thắng tri được một ngàn thế giới. Bảy La Mã Kinh Ái Tận Tanha Khaya Sutta 905 Nhân duyên ở Savatthi Tại đây, tôn giả Anuruddha nói với các tỷ kheo Này chưa hiền Thưa tôn giả Các tỷ kheo vân đáp tôn giả Anuruddha Tôn giả Anuruddha nói như sau. Bốn niệm xứ này, thưa chư hiền, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khác ái. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa chư hiền, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, vân vân, trên các cảm thọ, vân vân, trên tâm, vân vân, trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư hiền, bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khát ái. Tám La Mã Kinh tại nhà bằng cây Salala Salala Karasutta 906 Một thời tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi, tại nhà làm bằng cây Salala. Tại đây, tôn giả Anuruddha gọi các tỷ kheo, vân vân, nói như sau. Ví như, này chưa hiện, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Rồi một số đông quần chúng đến, cầm cuốc, thúng và nói. Chúng ta sẽ làm cho sông Hằng này thiên về phương Tây, hướng về phương Tây, xuôi về phương Tây. Thưa chưa hiện, chưa hiện nghĩ thế nào, số đông quần chúng này có thể làm cho sông hằng thiên về phương tây hướng về phương tây xuôi về phương tây không thưa không hiện giả vì sao thưa hiện giả vì sông hằng thiên về phương đông hướng về phương đông xuôi về phương đông không dễ gì khiến cho thiên về phương tây hướng về phương tây xuôi về phương tây được và quần chúng ấy chỉ mệt nhọc và tổn não mà thôi cũng vậy này chưa hiền tỷ kheo tu tập bốn niệm xứ làm cho sung mãn bốn niệm xứ dầu cho vua chúa hay đại thần hay thân hữu hay bạn bè hay bà con huyết thống có thể đến dâng các tài vật và mời hãy đến này người kia sao để các áo vàng này hành hạ ông sao lại đi loanh quanh với đầu trọc và bình bát hãy hoàn tục thọ hưởng các tài vật và làm các phước đức tỷ kheo ấy thưa chư hiền được tu tập bốn niệm xứ được làm cho sung mãn bốn niệm xứ có thể từ bỏ giới trở lui hoàn tục sự kiện như vậy không xảy ra vì sao vì này chưa hiện tâm người ấy đã lâu ngày thiên về viễn ly hướng về viễn ly xuôi về viễn ly lại trở lại hoàn tục sự kiện như vậy không xảy ra và này chưa hiện Tí kheo tu tập bốn niệm xứ như thế nào làm cho sung mãn như thế nào ở đây này chưa hiện tỷ kheo trú quán thân trên thân vân vân trú quán thọ trên các cảm thọ vân vân trú quán tâm trên tâm vân vân trú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời như vậy thưa chư hiền tỷ kheo tu tập bốn niệm xứ làm cho sung mãn bốn niệm xứ chính là mã. Kinh tại rừng Amba Pali Amba Pali Phana Sutta. 907 Một thời, tôn giả Anuruddha và tôn giả Sariputta trú ở Vesali tại rừng Amba Pali rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy, vân vân Còn một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Anuruddha. Thưa hiện giả Anuruddha, các căn của hiện giả trong sáng, thanh tịnh, sắc mặt được sáng suốt. Tôn giả Anuruddha nay trú nhiều sự an trú gì? Thưa hiện giả, nay tôi an trú nhiều với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiện giả, tôi trú quán thân trên thân, vân vân. Trú quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiện giả, nay tôi an trú nhiều với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Thưa hiện giả, Tí kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt tới, hữu ký sự đã đoạn tận, chánh trí, giải thoát. Vị ấy an trú nhiều với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ này. Thật lợi ích cho chúng tôi, thưa hiền giả. Thật khéo lợi ích cho chúng tôi, thưa hiền giả. Chúng tôi được đối mặt với tôn giả Anuruddha, đã được nghe tiếng nói như ngư vương. Mười La Mã Kinh bị trọng bệnh, Balagilana Sutta 908 Một thời, tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi, tại rừng Anda, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi nhiều tí kheo đi đến tôn giả Anuruddha và nói với tôn giả Anuruddha. Tôn giả Anuruddha an trú với sự an trú gì khiến cho khổ thọ về thân khởi lên lại không có ảnh hưởng gì đến tâm. Thưa Chư Hiền, do tôi trú với tâm khéo ăn trú trên bốn niệm xứ, nên các khổ thọ về thân khởi lên không có ảnh hưởng gì đến tâm. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa Chư Hiền, tôi trú, quán thân trên thân, vân vân. Trú, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư hiền, do tôi trú với tâm khéo ăn trú trên bốn niệm xứ nên các khổ thọ về thân khởi lên không có ảnh hưởng đến tâm. Phẩm thứ hai Dutiya Một La Mã Kinh Một Ngàn Kappa Kappa Sahasa Sutta 909 Một thời, tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi tại Thắng Lâm trong khu vườn ông Anathapindika. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm, vân vân. Nói với tôn giả Anuruddha Do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp gì, tôn giả Anuruddha đạt được đại thắng trí. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ nên tôi đạt được đại thắng trí. Thế nào là bốn? Ở đây, này chưa hiền, tôi trú, quán thân trên thân, vân vân. Trú, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này. Thưa Chư Hiền, tôi đạt được Đại Thắng Trí và cũng do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này. Thưa Chư Hiền, nên tôi nhớ được ngàn kiếp. Hai La Mã Kinh nhiều loại thần thông Idivita Sutta 910 Thưa Chư Hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, Tôi thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, vân vân, có thể tự thân bay đến phạm thiên giới. Ba La Mã Kinh Thiên Nhĩ Thông Dipasota Sutta 911 Thưa Chư Hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn nhiệm xứ này, tôi chứng được Thiên Nhĩ Thông thuần tình siêu nhân, có thể nghe được hai thứ tiếng chư thiên và loài người, hoặc xa hoặc gần. Bốn La Mã Kinh Biết Được Tâm Cheto Bariya 912 Thưa Chư Hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi với tâm của mình biết được tâm của nhiều loại hữu tình khác, nhiều loại người khác. Với tâm có tham, tôi rõ biết là tâm có tham, vân vân. Với tâm chưa giải thoát, rõ biết là tâm chưa giải thoát. Năm La Mã, Kinh xứ, Thanasutta 913. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Sáu La Mã kinh tiếp nhận quả dị thục của nghiệp. Kama Samadana Sutta 914 Thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn điểm xứ này, tôi như thật rõ biết quả dị thục các nghiệp báo quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy thuộc sở do, Thanaso, và tùy thuộc vào nhân, Hetuso. Bảy La Mã Kinh Đạo Lộ Sabbathaga Minisutta 915 Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả cảnh giới. Tám La Mã Kinh Thế Giới Sai Biệt Nanadatusutta 916 Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, Tôi như thật rõ biết thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chúng loại sai biệt. Chính La mã Kinh Thắng Giải Sai Biệt Nana Dimuti Sutta 917 Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết chỉ hướng sai biệt của các loại hữu tình. Mười La Mã Kinh Các Căn Thượng Hạ Indriya Sutta 918 Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết các căn thượng hạ của các loại hữu tình và các loại người. 11 La Mã Kinh Thiền Sanadi Sutta. 919 Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền, về giải thoát, về định. 12 La Mã kinh Túc Mạng Minh Bupbeni Vasasuta 920 do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi nhớ được nhiều đời quá khứ như một đời, hai đời, vân vân. Nhiều đời sống quá khứ cùng các nét đại cương và các chi tiết 13 La Mã Kinh Thiên Nhãn Minh Deepachakusutta 921 Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này Tôi chứng được Thiên Nhãn thuần tình siêu nhân Thấy sự sống và sự chết của chúng sanh Vân vân Nhờ Thiên Nhãn thuần tình siêu nhân như vậy Tôi biết rõ chúng sanh đều đi theo hạnh nghiệp của họ. 14 La Mã Kinh Lậu Tận Minh Asavakaya Sutta 922 Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thắng trí tôi chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. tương ưng thứ năm mươi ba, tương ưng thiên, sana sanjuta phẩm sông hàng lược thuyết, ganga bhyala phatga một la mã đến mười hai la mã nhóm mười hai kinh bắt đầu bằng kinh thiền, Sanadi Sutta dadasaka 923 trăm hai mươi ba đến 934 trăm ba mươi bốn nhân duyên tại Savatthi này các tỷ kheo, có bốn tầng thiền này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xã niệm thanh tịnh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiền. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập bốn thiền, làm cho sung mãn bốn thiền, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo tu tập bốn thiền, làm cho sung mãn bốn thiền, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, vân vân. Thiền thứ hai, vân vân. Thiền thứ ba, vân vân. Thiền thứ tư. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập bốn thiền, làm cho sung mãn bốn thiền, thiên phải niết bàn, hướng phải niết bàn, xuôi phải niết bàn. Phẩm này gồm các bài kinh Sáu hướng về phương đông và sáu hướng về biển Hai lần sáu thành mười hai Và phẩm này được gọi như vậy Phẩm không phóng vật Abhamada Một la mã đến mười la mã 935 đến 944 Phẩm này gồm các bài kinh Như lai, dấu chân, chớp mái, trễ hương, lõi hương, hạ sanh hoa, vua, mặt trăng, mặt trời, phải, tất cả là mười kinh. Phẩm cần dùng sức mạnh Balakaraniya Phatga Một La Mã đến mười hai La Mã 945 đến 956 Phẩm này gồm các bài kinh, sức lực, các hạt giống, con trắng, cây, cây ghè, râu lúa mì, hư không, mây mưa một, mây mưa hai, chiếc thuyền, các khách, con sông. Phẩm tầm cầu Esana Vatga Một La Mã đến mười La Mã 957 đến 966 Phẩm này gồm các bài kinh Tầm cầu, kiêu mạng, lậu hoặc Hữu, khổ tánh, hoang vu, cấu nhiễm, dao động, thọ, khát ái, Phẩm Bộc Lưu Ogavadga Một La Mã đến Mười La Mã Kinh Bộc Lưu Vân vân Ogadisutta 967 đến 976 Này các tỷ kheo Có năm thượng phần ký sử này Thế nào là năm Tham sắc Tham vô sắc Mạng Trạo cử Vô minh những pháp này này các tỷ kheo là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn thiền cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, vân vân thiền thứ hai vân vân thiền thứ ba vân vân thiền thứ tư để thắng tri liễu tri đoạn diệt đoạn tận năm thượng phần ký sử này này các tỷ kheo bốn thiền cần phải tu tập phẩm này gồm các bài kinh bột lưu ách phược chấp thủ hệ phược tùy miên dục công đức triền cái thủ uẩn hạ phần ký sử thượng phần ký sự